Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi kiểm tra thực tế việc triển khai đầu tư các công trình văn hóa xã hội giáo dục trên địa bàn quận Liên Chiểu. Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đã kiểm tra thực tế tại 4 dự án gồm khu công viên Hồ Tây đã được phê duyệt chủ trương đầu tư với nguồn vốn gần 42 tỷ đồng. Hiện nay, quận Liên Chiểu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án. Đoàn cũng kiểm tra thực tế tại dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Liên Chiểu giai đoạn 4 có tổng mức đầu tư dự kiến gần 44 tỷ đồng, xây dựng nhiều hạng mục, hiện đang tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư. Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao kết hợp biểu diễn đa năng phục vụ công nhân, học sinh, sinh viên khu vực phía Tây dự kiến được đầu tư gần 72 tỷ đồng. Và dự án Trường Liên cấp 1 và 2 tại phường Hòa Khánh Bắc hiện đang được quận Liên Chiểu phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500. Với diện tích đất nghiên cứu quy hoạch 18.574 m2, mức đầu tư xây dựng dự kiến hơn 139 tỷ đồng. Qua kiểm tra thực tế và nghe ý kiến của các ngành đơn vị liên quan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, cần lưu ý hiệu quả đầu tư công và không dàn trải, đầu tư đến đâu, dứt điểm đến đó. Việc bố trí vốn sẽ được cân nhắc kỹ. Trong giai đoạn sắp tới thì do cái nguồn ngân sách khó khăn và dành cho cái khôi phục kinh tế sau đại dịch, cho nên là bố trí vốn cho đầu tư công cũng phải hết sức cân nhắc. Chọn những cái công trình mang tính cấp thiết, cấp bách trước. Cái thứ hai là mang tính động lực để khôi phục kinh tế trước. Và cái thứ ba nữa là ưu tiên dùng vốn đầu tư công làm vốn mồi để mà kích thích thu hút đầu tư xã hội tham gia vào cái nguồn lực tư nhân, nguồn lực xã hội đầu tư vào trong các lĩnh vực khác. Đối với các dự án qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho rằng cả 4 dự án đều cần thiết sớm đầu tư. Trong đó, dự án công viên Hồ Tây cần sớm bố trí vốn để triển khai dứt điểm, thống nhất xem xét các hạng mục dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao quận để đầu tư phù hợp, đặc biệt lưu ý xã hội hóa. Đối với dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao kết hợp biểu diễn đa năng khu vực phía Tây, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư, đồng thời đề nghị nghiên cứu nguồn vốn phù hợp. Đối với việc xây dựng trường học cấp 1, 2, thì đề nghị các ngành liên quan cần phối hợp xem xét nghiên cứu để có hướng triển khai phù hợp theo quy định.